Chào mừng bạn đến với kênh Khám phá Du lịch. Và hôm nay Khám phá Du lịch sẽ cùng bạn khám phá top 10 quái vật huyền thoại trong thần thoại của Hy Lạp. Quái vật huyền thoại đầu tiên trong video này đó là quái vật Typhon, là một trong những quái vật hùng mạnh và đáng sợ nhất trong lịch sử của thần thoại Hy Lạp. Ông được coi là con trai của Gaia, thần đất đai, và Tartarus, thần địa ngục, và là người chồng của Echina, một nữ quái vật khác. Typhon thường được mô tả với hình ảnh khổng lồ có thể đạt đến đỉnh đầu của các vị thần Olympus. Câu chuyện về Typhon thường được liên kết với cuộc chiến tranh Titanomachy, trong đó các Titan và các vị thần Olympus đối mặt với nhau để chiếm lấy quyền lực. Typhon đại diện cho sức mạnh của thiên nhiên hoang dã và thảm họa. Typhon có hình dáng khủng khiếp với đầu của một con rồng, đôi cánh lớn và sải cánh rộng, cùng với thân hình to lớn và chân của một loài thú khủng khiếp. Trong các cuộc chiến với Typhon, Zeus đã phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để đánh bại quái vật này. Dù Typhon là một quái vật bất bại trong các cuộc chiến, câu chuyện về ông vẫn là một phần quan trọng của thần thoại Hy Lạp, hiện sức mạnh vô song và sự đối đầu giữa các thế lực thiên nhiên và thần thánh. Quái vật thần thoại thứ hai trong video này đó là quái vật Medusa, là một trong những quái vật nổi tiếng trong thần thoại của Hy Lạp và thường được miêu tả với đầu của một con rắn thay vì tóc. Cô là một trong ba chị Gorgon, con gái của Phocis và Cito. Medusa có một vẻ ngoại hình tuyệt vời trước khi bị biến thành quái vật. Tóc của cô từng đẹp và dày, nhưng sau đó, khi cô trở thành kiêu ngạo hơn và nhìn thấy mình tuyệt vời hơn thậm chí cả nữ thần Athena, cô bị Athena trừng phạt. Trong một phiên bản của các câu chuyện, Medusa bị biến thành quái vật với đầu rắn và khả năng biến kẻ nhìn thấy cô thành đá. Khả năng đặc biệt của Medusa là đối mặt với bất kỳ ai nhìn thấy mắt của cô, họ sẽ bị hóa thành đá ngay lập tức. Cô trở thành một biểu tượng của sự nguy hiểm và sức mạnh đen tối. Quái vật thần thoại thứ ba trong video này mà Khám phá Du lịch muốn nhắc đến đó là quái vật Hydra, là một quái vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, xuất hiện trong những câu chuyện về anh hùng Hercules. Hydra được mô tả là một con rắn có nhiều đầu, thường là 9 đầu, và có khả năng tái sinh đầu mỗi khi bị chặt đứt. Theo câu chuyện, Hydra là con của Typhon và Echina, hai quái vật khác trong thần thoại Hy Lạp. Hydra cư trú ở hồ Lena, nơi nước chảy vào từ một hang nước dưới đất. Hercules nhận nhiệm vụ đánh bại Hydra như một trong 12 công việc khó khăn mà ông phải thực hiện để chuộc tội vụ sát nhân của mình. Khi Hercules đến đối mặt với Hydra, ông đã sử dụng một chiếc gươm sắc nhọn và bắt đầu chặt đầu của quái vật. Tuy nhiên, mỗi khi một đầu bị chặt đứt, hai đầu mới lại mọc ra. Hercules không thể đánh bại được Hydra một cách truyền thống, vì vậy ông cuối cùng đã nhờ đến sự giúp đỡ của một người bạn. Bằng cách này, Hercules đã có thể chặt đứt một đầu của Hydra và ngăn cản việc tái sinh bằng cách đặt gạch đá lên những vết thương. Cuối cùng, Hercules đã đánh bại Hydra và sử dụng nọc độc của nó để hoàn thành một trong các nhiệm vụ khác. Câu chuyện về Hydra thường được sử dụng để thể hiện sức mạnh không ngừng và khó khăn mà anh hùng phải vượt qua trong các cuộc phiêu lưu của mình. Quái vật thần thoại thứ tư trong video này đó là quái vật Griffin, là một quái vật quyền bí xuất hiện trong nhiều truyền thuyết và thần thoại khác nhau, không chỉ trong thần thoại Hy Lạp mà còn trong các văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau. Tuy nhiên, trong những ngữ cảnh của thần thoại Hy Lạp, Griffin thường được mô tả là sinh vật có đầu và cánh của chim đại bàng, nhưng có cơ thể của một con sư tử. Griffin thường được mô tả như một sinh vật vô cùng mạnh mẽ, linh hoạt và thường xuyên canh giữ kho báu. Đầu của Griffin được cho là rất thông minh và tinh tế, trong khi cơ thể mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Chúng thường được xem là thần bảo vệ các vùng đất huyền bí và thường xuất hiện trong các cuộc phiêu lưu của các vị anh hùng. Trong một số câu chuyện, Griffin còn được liên kết với việc bảo vệ một loại đá quý hiếm, thường được coi là linh vật của thần Zeus. Đối với những người phiêu lưu, việc đối mặt với Griffin thường là một thách thức lớn, và chỉ những anh hùng mạnh mẽ và tài năng mới có thể chiến thắng chúng. Truyền thuyết về Griffin đã có ảnh hưởng rất lớn về nghệ thuật, văn hóa, làm cho chúng trở thành một biểu tượng của sức mạnh và vẻ đẹp huyền bí trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Quái vật thần thoại thứ 5 trong video này đó là quái vật Charybdis,
là một trong những quái vật nổi tiếng trong thần thoại của Hy Lạp, thường được kể trong truyền thuyết về Odyssey. Một nhân vật chính trong Odyssey của Homer, Charybdis là một sinh vật biển khổng lồ, thường được miêu tả như một cơn xoáy nước lớn hoặc một con cá lớn. Theo câu chuyện, Charybdis sống gần đảo Sicily cùng với quái vật Scylla, tạo nên một trong những khó khăn nguy hiểm nhất trên hành trình của những người đi biển. Charybdis thường được miêu tả như một cơn xoáy nước lớn, có thể nuốt chửng mọi thứ trong vùng nước lân cận của nó. Trong cuộc phiêu lưu của Odysseus, anh đã phải chọn giữa Scylla và Charybdis khi đi qua eo biển hẹp. Nếu tàu của Odysseus đi quá gần Charybdis, nước xoáy có thể hút tàu và thủy thủ vào biển sâu. Nếu họ đi quá gần Scylla, một quái vật với nhiều đầu và chân, Scylla sẽ tấn công và nuốt chửng một số thủy thủ trên tàu. Truyền thuyết về Charybdis thường được sử dụng để thể hiện sức mạnh và đe dọa của biển cả, cũng như những thách thức khó khăn mà người đi biển có thể phải đối mặt. Quái vật thần thoại thứ 6 trong video này đó là quái vật người cá Siren, là một quái vật trong thần thoại Hy Lạp, thường được mô tả là các nữ thần biển với giọng hát quyến rũ và lôi cuốn. Câu chuyện về Siren thường được liên kết với các hành trình trên biển và đánh bại của những người anh hùng. Theo một số truyền thuyết, Siren là con gái của Phocis và Cito, đôi thần biển. Họ thường xuất hiện ở gần các hòn đảo nguy hiểm, đặc biệt là gần eo biển Strand of Messina. Các Siren thường được mô tả là một người phụ nữ xinh đẹp với giọng hát đẹp đến mức khiến người nghe bị lôi cuốn và bị mất lý trí. Họ sử dụng sức hút của mình để thu hút thủy thủ và thuyền trên biển, làm cho họ mất phương hướng và bị lạc lõng. Một trong những câu chuyện nổi tiếng liên quan đến Siren là câu chuyện của Odysseus. Trong Odyssey của Homer, khi Odysseus và đồng đội của ông đi qua eo biển Messina, Odysseus đã bảo đồng đội của mình đừng để bị lôi cuốn bởi giọng hát của Siren. Ông ta đã cảm ơn thần dược mà thầy thuốc Circe đã đưa cho ông, giúp ông và đồng đội tránh xa sức hút độc đáo của Siren. Quái vật thần thoại thứ 7 trong video này mà Khám phá Du lịch muốn giới thiệu đến bạn đó là quái vật Chimera. Là một quái vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, một sinh vật hỗn hợp và kỳ quái với sự kết hợp của nhiều đặc điểm động vật khác nhau. Theo các truyền thuyết, Chimera thường được mô tả là một con rồng có đầu của một con sư tử, thân của một con dê và đuôi của một con rắn. Các biến thể về mô tả chi tiết có thể khác nhau tùy theo câu chuyện cụ thể. Chimera là con cái của Typhon và Aegina, hai quái vật khác trong thần thoại Hy Lạp. Cô sống ở gần núi Lycia ở Asia Minor và thường được coi là một thách thức lớn đối với các anh hùng. Câu chuyện về Chimera thường liên quan đến những nhiệm vụ khó khăn mà anh hùng phải thực hiện. Và trong một số truyền thuyết, nhiệm vụ đánh bại Chimera là một trong những công việc khó khăn mà một anh hùng phải thực hiện để chuộc tội. Bởi vì Chimera kết hợp nhiều đặc điểm của động vật khác nhau trong một cơ thể, nó thường được xem là biểu tượng của sự kỳ quái và sức mạnh đen tối. Trong nghệ thuật và văn hóa, hình ảnh của Chimera thường được sử dụng để thể hiện sự đối mặt với những thách thức khó khăn và không lường trước được trong cuộc sống. Quái vật thần thoại thứ 8 trong video này đó là Cyclops. Cyclops là một quái vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, được mô tả là những người khổng lồ có một mắt duy nhất ở trung tâm của trán. Họ thường được coi là con cái của Uranus, thần bầu trời, và Gaia, thần đất đai, là anh em của Titans. Trong số của Cyclops nổi tiếng, có thể kể đến là Polyphemus, người xuất hiện trong Odyssey của Homer. Trong câu chuyện này, Odysseus và đồng đội của ông bị mắc kẹt trên đảo của Polyphemus. Sau khi họ tìm kiếm nơi ẩn náu, Polyphemus là một Cyclops khổng lồ với tính tình hung bạo và đã ăn thịt nhiều thành viên của đoàn thám hiểm của Odysseus. Câu chuyện về Cyclops thường được sử dụng để thể hiện sự nguy hiểm của những thách thức không lường trước được và sự sáng tạo của con người trong việc vượt qua chúng. Quái vật thần thoại thứ 9 trong video này đó là Cerberus. Là một quái vật nổi tiếng trong thần thoại của Hy Lạp, được mô tả là con chó khổng lồ có ba đầu và có đuôi của rắn. Nó là quái vật giữ cửa ngõ vào địa ngục, nơi mà theo thần thoại Hy Lạp, các linh hồn đi vào sau khi chết.
Cerberus là con của Typhon và Aegina, hai quái vật khác trong thần thoại. Nhiệm vụ chính của Cerberus là bảo vệ cổng địa ngục, ngăn chặn bất kỳ ai muốn rời khỏi hoặc vào trong đó. Nó thường được mô tả là một sinh vật khét tiếng, hung dữ và không thể đánh bại dễ dàng. Cerberus đã xuất hiện trong nhiều câu chuyện của thần thoại Hy Lạp. Cerberus thường được xem là biểu tượng của sự đáng sợ và sức mạnh của chết chóc, và hình ảnh của nó thường được sử dụng để đánh dấu ranh giới giữa thế giới sống và thế giới sau khi chết trong thần thoại của Hy Lạp. Quái vật thần thoại thứ 10 trong video này đó là Minotaur. Là một quái vật nổi tiếng trong thần thoại của Hy Lạp, được mô tả là một sinh vật có đầu của một con bò và cơ thể của một con người. Câu chuyện về Minotaur liên quan đến lễ hội thường niên tại thành phố Athens và cuộc phiêu lưu của anh hùng Thasi. Theo truyền thuyết, Minotaur là con của nữ hoàng Pasiphae và một con bò. Pasiphae đã bị một lời nguyền từ thần Poseidon và phải sự ham muốn không kiểm soát với một con bò. Kết quả của mối quan hệ là Minotaur, một quái vật khổng lồ và đáng sợ. Minotaur được giam giữ trong mê cung khổng lồ được xây dựng bởi vua của Crete. Mỗi năm, vua kinh dịch buộc phải đưa 7 người con trai và 7 người con gái từ Athens vào mê cung để làm thức ăn cho Minotaur. Cuộc phiêu lưu của Thesi bắt đầu khi anh quyết định tham gia và đánh bại quái vật. Thesi đã được giúp đỡ bởi Arine, con gái của vua kinh dịch, người đã cung cấp cho anh một chiếc dây để anh có thể tìm đường ra khỏi mê cung sau khi đánh bại Minotaur. Thesi đã thành công trong nhiệm vụ của mình và giải thoát Athens khỏi phải cống nạp người cho quái vật. Bên trên là top 10 quái vật trong thần thoại Hy Lạp. Còn bạn, bạn nghĩ gì về những quái vật này? Nhớ để lại bình luận của bạn dưới video này nhé. Nhớ like, subscribe và share cho kênh của Khám Phá Du Lịch để nhận được nhiều video hay khác nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.